chiến xe yêu thương đã tới được Vũng Tàu. Đông không Tân? Đông. Không, Vũng Tàu không đông đúng không? Đây Vũng Tàu không có đông nha. Điều cô gái cô tem. Đây một mình ngại heo kính ngại. Giờ mình sẽ đi ăn bánh hộp nha mọi người. Chỗ đi ăn bánh hộp chứ. Hôm nay chủ nhật thì Vũng Tàu cũng không có đông mấy mà quá đông. Hello mọi người, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình và bạn Tân cùng đi chuyến xe yêu thương đến Vũng Tàu để gì ta tham quan. Và trên xe mình có hai người bạn đặc biệt đến từ ở Bắc Ninh vào Bình Dương mình chơi. Mình đã dẫn đi Vũng Tàu để khám phá. Thì giờ mình sẽ đi lên ngọn Hải Đăng nha. Ở đây thì mình thấy nó có đặt biển báo rồi nhưng mà nó chỉ cấm từ 5 giờ tới 7 giờ thôi. Giờ mình sẽ lên nha, quay lại nha. Ok. Quý nha, nếu anh Quý có xem được video này thì Tân nó chỉ lấy xe anh nó leo dốc ngọn Hải Đăng Vũng Tàu thôi chứ không có đi gì nhiều đâu nha. Đúng không Tân? Leo. Đây là Tân này, Tâm này. Đây, thủ tục ha. Thủ tục hôm nay giờ mình sẽ ăn bánh hộp tại bánh hộp Úc Loan nha mọi người. Em coi em lên kênh Hoài Vlog em coi lại nha. Nhớ đăng ký kênh. Nhớ là ở Bình Dương có những người bạn anh Tân rất là chở đi Vũng Tàu chơi. Mình đi xe mượn nên là mình phải đổ xăng nha mọi người. Đổ hết 900 ngàn. Để tránh 900 cho 34,5 lít. Ok. Không không. Đây là ba anh em nha, đây là anh cả, anh hai và em út. Đây là anh Đại. Còn mình là hàng xóm. Hello mọi người nha, hôm nay Vũng Tàu đông quá thì đi vòng vòng luôn thì chọn được quán này là quán Hoàng Minh. Ăn ở Hoàng Minh đó. Có tài xế rồi. Nhức đầu quá. Đây là em út trong nhà. Bố ông anh dẫn đi chơi. Đây là thầy giáo ba, thầy giáo báo. Hỏi đi có ai ăn món này không? Hỏi. Ai ăn món này không? Tân múc cho nha. Tôi múc cho. Món gì vậy? Đây mình cho kiều nghiêu, bạch tuộc hấp gừng, một trứng chiên nước mắm. Tại tay mình đang có mặt tại mũi Nghinh Phong nha. Mà trời chuyển mưa quá trời luôn, không biết trước có mưa. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Lâu lắm rồi chưa xuống lại. Tại mũi Nghinh Phong nha. Thì chỗ này ngày xưa là ít người biết tới lắm. Nay thì được nhiều người biết tới. Nay được nhiều người biết nên mọi người xuống đây chụp hình rất là nhiều. Với lại biển ở đây cũng sạch lắm. Sạch hơn bên bãi trước và bãi sau. Tại ít người tắm á. Sóng đã lắm. Bữa nay sóng mạnh. Mũi Nghinh Phong thì ở đây nó còn ít người biết tới nên là biển còn sạch lắm. Em mình nó ra nó tắm luôn rồi, lộn bạn mình nó ra nó tắm luôn rồi. Thì bên bãi sau với bãi trước rất là nhiều người tắm luôn nên là biển nó cũng hơi dơ. Anh đây thấy là sóng mạnh nè, với lại nó hơi tạch. Ok nha. Mày vô. Hôm nay đi vui không ta? Đi mệt quá.
hoàng hôn mà giờ mưa rồi. Đã mưa đâu? Chưa mưa mà. Chưa mưa, giờ sáng lên rồi nè. Tính ngắm hoàng hôn mà giờ không thấy hoàng hôn đâu. Lần đầu đi Vũng Tàu em thấy thế nào? Hôm nay đi ngay ngày Vũng Tàu đông nghẹt luôn. Mai mốt vô lại đi tiếp nha, chỗ khác. Anh đưa em đi. Ok. Chốt đơn. Hiện tại là 4 giờ rưỡi chiều thì giờ mình sẽ đi ngắm hoàng hôn nha. Ở tại Marina Club. Hay hả? Đúng rồi, đây đi xuống. Thấy gì hồi chứ đi xuống là đẹp lắm. 6 giờ về thì cỡ 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ có nhà. Cái là trên lý thuyết thôi. Còn ghé vào đó mọi người nha, hiện tại mình đang có mặt tại Marina rồi nha. Xíu nữa thì mình sẽ order nước tại quầy. Tối nay đi tắm tắm gia đình không bạn thân? Mỏi quá. Tối nay đi về. Mặt trời đâu không thấy luôn à. Mình gọi một cốc soda Việt Quốc với giá 80k. Đây là bạn Tân gọi ly gì Tân? Nước ép gì cam táo. Cam táo mật ong cà gót hạt chia với giá là 110k. Tụi nó mở ra. Đó mọi người, hiện tại mình đang về tới Long Thành rồi nha. Sau khi mua sữa bò xong rồi giờ tụi mình sẽ đi ăn một tô phở. Sau đó là mình sẽ về. Video mình kết thúc tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Đây là một video dành cho kỷ niệm của bé Thanh Huyền đi lặn lội từ Bắc tới đây để đi Vũng Tàu. Bye bye.